chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Chém ma N1 nâng cấp đôi cuốn trước cái diện mạo Pinstrom đầy nữ tính. Chém ma N1 luôn được nhắc đến là cái mẫu xe cạnh tranh hàng đầu phân khúc Superbike 1000 mã khối thương hiệu Nhật Bản, không ngừng thay đổi và nâng cấp để cạnh tranh với các thủ cao cấp hiện nay. Việc thay đổi còn phụ thuộc vào những nâng cấp từ người chủ chịu chi. Đặc biệt hơn khi nói về vẻ đẹp, cơ khí lẫn hiệu sức của một cái mẫu xe mật độ trong clip hôm nay, với một cái diện mạo vô cùng đặc sắc Pinstrom. Cái điểm nhấn về một cái diện mạo mới của bản độ này hôm nay đó chính là cái tông màu chủ đạo hồng chrome được tạo ra bởi cái chất liệu là candy chrome vô cùng ấn bẩy. Với cái chất liệu này đã tạo ra hiệu ứng nổi bật được chiếu sáng. Thay đổi đi kèm với đó là một số trang bị hữu dụng như cái kính chắn gió Shadow Sabati, cái cụm phanh Rainbow Asset, các càng bảo vệ latex. Di chuyển xuống cái vùng lân cận, cái dàn chân được nâng cấp mạnh mẽ, tăng thêm cái sự cần thiết ở phần hiệu sức động cơ và cái trọng lượng của xe. Thông qua thay đổi hệ thống treo Hoardin cao cấp, cặp phanh Oset Racing siêu nhẹ, độ cứng rất cao, cái cặp phanh Rainbow Nikken C4 AX ở trước, phanh sau Rainbow Nikken 2bis ở phía sau. Thay đổi tư thế người lái với bộ số 7 latex. Hoàn thiện cái dàn chân dung tác phẩm này với có phụ kiện ốp carbon xuất hiện ở dưới cái phần động cơ, trắng bùn cấp sàn vần, bảo vệ thành động cơ với bộ ốp CB Racing. Kết thúc việc thay đổi hiệu sức động cơ khi trang bị cái dàn ống xả độ mang kế vô cùng sắc nét, đi cùng với cái âm thanh nổi trội cho từng cú vít ga. Hiện tại thì cái mẫu Yamaha N1 này vẫn chưa được bán chính hãng Việt Nam. Tuy nhiên, các đại lý tư nhân trong nước cũng đã nhập về và bán mức giá khoảng là 640 triệu Việt Nam đồng. Hiện thoại 2 thì Kawasaki Kid 110 trong bản độ là cực chất đến từ Thái Lan. Nói về đất nước Thái Lan trong cái việc độ xe thì có lẽ ai cũng phải nghĩ đến ngay những chiếc xe được độ phá cách. Ngoài phong cách là nhiều màu sắc sặc sỡ thì Baker Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như là tuyệt chủng. Điển hình là chiếc Kawasaki Kid 110 dưới đây. Phần chủ đạo cho dàn ghi đông xe tập hợp những đầy đủ các món ăn chơi. Cái cụm tăng tốc cào cào, Taycan CRC-CB, cụm công tắc đồ chơi kèm đó là tay thắng của Rainbow Bridge. Cái cụm nồi zin đã được giữ nguyên thủy bởi đầy đủ những chức năng. Cận cảnh Taycan CRC-CB, cái cụm tăng tốc đồ chơi kết hợp cùng vaccine cũng khá tiện lợi. Tay thắng của Rainbow Bridge kết hợp hài hòa chứ bình dầu đồ chơi Alien trong suốt. Cái cụm tăng cào cào cùng với dây ga Thái cho hành trình dây ga rút ngắn hơn và hỗ trợ cho việc bứt phá nhanh hơn. Việc sử dụng cái heo của Rainbow Bridge với logo Rainbow màu đỏ đặc trưng tạo cái điểm nhấn, nhưng không bao giờ giúp cho xe rất an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp. Cái đĩa thắng của Carbon cũng khá đẹp, kết hợp cùng với tán đĩa 7 màu Titan, phát heo được CNC cũng khá hài hòa. Cái cụm thắng sau được trang bị heo Rainbow Bridge kết hợp cùng ngắt dầu và phát giữ dầu Active. Việc trang bị niềng nhôm bản nhỏ đặc trưng thường thấy cho những chiếc xe độ Thái Lan, dàn chân nhớ gọn giúp giảm đi trọng lượng cho chiếc xe yêu rất nhiều. Cái khối động cơ hai thì với trái tim là cực kỳ khỏe mạnh. Một chiếc Kawasaki Kid có thể cho hơn 30 mã lực nếu can thiệp vào phần động cơ, còn một con số mà những thủ khác phải e dè nếu muốn so kè cùng với nó. Hệ thống ống xả hai thì DBS Carbon, cái họng của Titan kết hợp cùng với Turbo Titanium cho cái màu sắc là sặc sỡ nổi bật, âm thanh thì xé tan màn đêm. Gấp nhôm sao siêu nhẹ đến từ của Lumium chắc rất nổi tiếng từ nước Thái Lan. Nhôm xin đĩa 7 ly siêu nhẹ thực sự tạo một điểm nhấn nhẹ cho cái dàn chân mỏng manh này. Nếu cầm cương con xe này, các bạn có dám hết tốc độ cho em nó không? Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.